Good. Thế thì lấy kìm bên này gánh dây. Đây đây. Về nợ nữa, sợ lạnh nữa. Nó lạnh quá, nó ốm không làm cái gì.
bưởi đây, bưởi đây. Cắt tay nha. Vào nó mất. Tay vào em nào. Làm hết quá. Giường êm lắm. Đánh bóc cả. Có một quả đó. Em ơi. Em ơi. Đánh cho một trận bây giờ. Bóc này bóc. Sửa nốt cái vanh này em. Vâng, để em đi đổ rác. Đâu để anh làm cho. Không biết cái cây mắc kén kia mình phơi nâu không nhỉ? Phơi nâu nó khô không? Cũng nâu nâu em ạ. Rang được mà. Lấy về rang ấy. Mùa này nó không còn nắng. Êm hơn. Anh quên cái áo. Lấy về này cái kẹo. Rồi, một chùm đầu tiên. Rồi. Ôi, một chùm xa. Nhiều quá. Thế rồi, cầm anh cái cây vậy. À, cái nhỏ này. Cái này kia lắm. Cứng nhanh, cứng nhanh. Thơm anh nhỉ. Cái hoa này lấy về ăn thì thơm này. Vặt nguyên nữa không. Để sai thế. Sao đừng cân quả. Đi em ơi. Thank you.
kia kia. Đây 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 đây. Nhìn em nhìn thấy không? Có mấy chùm đấy. Giữa anh áo đấy. Không phải đấy. Không nhỉ. Không còn cây nào nữa không? Đây 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 cây này nhiều lắm em ạ. Đấy nhau lên đây nhá. Cao nhỉ. Thôi nhau lên cây này để cắt cắt lên dễ. Chúng này to đấy. Đây nha. Cây này rất nhiều nhất em nhỉ? Cây này nhiều. Nhiều không em? Ôi để đây thôi nhỉ. Đầy một hồi đó. Ui dồi, dưới rụng nhiều lắm này. Chí thật đấy. Gà nữa nó còn được nữa mà. Thơm thật đấy, lại cứ nhớ mua thịt nướng. Chí về nướng thịt luôn.
Thơm lắm. Mấy cân đi anh? Đây được 2-3 cân rồi. Anh cầm kéo đi. Ít thế. Mẹ từ cái cạnh này thôi. Ăn đỡ hơn. Đấy. Nhiều này ăn sao hết được anh? Hay là bán bớt đi? Không, em mang đi bán đi, anh để lại một ít để làm. Làm một ít xong anh mang về nhà luôn. Thế bỏ, anh bỏ lại chúng con to to thôi. Bậy bằng ấy cho thoải mái. Nó cứ dính vào nhau. Nó dai. Em đi chợ luôn nhé. Em cầm cái theo cái này đi bảy. Tháng trời.
không được tại đây luôn. Thank you.
Đấy, 5 năm dưới mà cô ấy cần. Kia ba đang đường con gà chà con vị đứng đây nhá, đây là con gà này. Ui nóng, ui nóng, ôi con gà này thấp dít rồi. Sắp được ăn rồi, thơm không? Gà chín rồi, được ăn rồi. Gà chín rồi. Ui, con sôi lên dịch này. Đấy, nước chấm đến rồi. Đây, các con ăn nước chấm gì nào? Ăn rồi. Đây là chấm. Thơm ngon luôn. Thơm nữa đây. Này, úi. Đấy. Wow.
Thế rồi. Ăn cái gì nào? Ai ăn cái còng nào? Ăn còng sơ tay. Hết rồi. Hết rồi. Hết cái còng. Hết rồi. Cái này cái cùi. Con ăn cái đùi nào? Cái đùi này. Ăn đi à? Đây. Đi ăn cái nào? Wow. Đùi. Ăn cái đùi đúng rồi. Ăn cái đùi. Quá. Cái da này. Cô vô một ăn kia. Nói kia. Nói quá. Con không làm bố trên này. Con không làm bố đâu cô ạ. Ít mất đi. Ngon quá. Em cho ba về đây em. Xin một miếng cánh. Cái này ăn hơi cay cay. Chỗ này mới phải này. Đây. Phải đấy hả? Rồi. Ăn một béo vừa nợ.